Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 5 Trong quyển sách tiếng Việt tập 1 bộ sách chân trời sáng tạo Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ điểm Chủ nhân tương lai bài số 8 tuần thứ 8 Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 72 Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần khởi động trong phần khởi động, cô có yêu cầu như sau. Giới thiệu một đến hai hoạt động hoặc phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh mà em biết. Các phong trào của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có ví dụ như là phong trào Trần Quốc Toản, phong trào kế hoạch nhỏ, phong trào nghìn việc tốt, phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều bác Hồ dạy, cuộc vận động giúp bạn đến trường. Rồi, ở đây cô sẽ chọn ra phong trào kế hoạch nhỏ để giới thiệu về phong trào này. Các em hãy xem lời giải chi tiết của cô nhé. Phong trào kế hoạch nhỏ được thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Phong trào vừa mang tính giáo dục cao, vừa đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, rèn luyện cho các em thiếu nhi tham gia công việc có ích, phù hợp với lứa tuổi của mình. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo đó là phần khám phá và luyện tập trong phần này các em sẽ thực hiện cho cô một số hoạt động như sau hoạt động đầu tiên là hoạt động luyện đọc ở hoạt động này chúng ta sẽ luyện đọc bài đọc có tựa đề là lễ ra mắt hội nhi đồng cứu quốc rồi sau đó trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài trước nhé lễ ra mắt hội nhi đồng cứu quốc trong những năm kháng chiến vận chuyển công văn, giấy tờ đến các cơ sở cách mạng là nhiệm vụ cấp thiết. Để thực hiện nhiệm vụ này, vào ngày 15 tháng 5 năm 1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Tĩnh, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi Đồng Cứu Quốc đã ra đời. Năm đội viên đầu tiên của hội gồm Nông Văn Dền, bí danh Kim Đồng với ý nghĩa là một cậu bé gan thép. Nông Văn Thàng, Bí danh cao sơn với ý nghĩa là có đức hạnh cao như núi Lý Thị Nì Bí danh là thủy tiên với ý nghĩa là bông hoa tiên bên suối Lý Thị Sậu Bí danh thanh thủy với ý nghĩa là nước suối trong xanh Lý Văn Tịnh Bí danh thanh minh với ý nghĩa là buổi sớm mai trong lành Lễ ra mắt của họ diễn ra rất giản dị và nồng ấm Dưới cánh rừng đại ngang gương mặt các đội viên tươi đẹp như những đóa hoa nhưng cũng rất kiên nghị, sắc đá. Trên trời cao, ánh trăng và những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy sáng. Sau khi nghe lời căn dặn của anh phụ trách, năm đội viên cùng nắm chặt tay nhau, thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ánh sáng bàn bạc xuyên qua kẻ lá như muốn cùng chứng kiến giờ phút thiêng liêng và trọng đại trong cuộc đời của các thành viên đầu tiên của hội, theo Hoài Lộc. Vừa rồi, các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc lễ ra mắt hội nhi đồng cứu quốc bây giờ các em hãy chú ý cho cô phần chú thích như sau bí danh là tên dùng thay thế cho tên thật để giữ bí mật kiên nghị có nghĩa là có nghị lực không lùi bước trước khó khăn thử thách sắt đá có nghĩa là cứng cỏi kiên quyết đến mức không gì lay chuyển được rồi bây giờ cô yêu cầu các em hãy tự luyện đọc lại bài đọc này cho cô nào để có thời gian đọc bài các em hãy tạm dừng bài giảng của cô lại sau khi các em đọc bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc nhé. Các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi như sau. Câu hỏi số 1, hội nhi đồng cứu quốc đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Nhiệm vụ của hội là gì? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại cho cô đoạn văn cô tô màu có trong bài đọc. Như vậy, dựa vào đoạn văn này, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 1 như sau. Hội Nhi đồng cứu quốc đã ra đời trong hoàn cảnh những năm kháng chiến. Nhiệm vụ của hội là vận chuyển công văn, giấy tờ đến các cơ sở cách mạng, làm nhiệm vụ cấp thiết. Tiếp tục, câu hỏi số 2. Giới thiệu những thông tin chính về lễ ra mắt của Hội Nhi đồng Cứu Quốc theo những gợi ý như sau. Thời gian, địa điểm, không khí của buổi lễ. Dựa vào bài đọc, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu hỏi số 2 như sau. Những thông tin chính về lễ ra mắt của Hội Nhi đồng Cứu Quốc đó là Thời gian ngày 15 tháng 5 năm 1941, địa điểm Thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng không khí của buổi lễ, giản dị và nồng ấm. Tiếp tục, câu số 3. Nói một đến hai câu giới thiệu về một trong năm đội viên đầu tiên theo các gợi ý như tên, bí danh, vân vân. Như vậy, trong bài đọc của chúng ta, năm đội viên đầu tiên của hội là Nông Văn Dền, Nông Văn Thàng, Lý Thị Nì, Lý Thị Sậu, Lý Văn Tịnh. Các em có thể chọn ra một trong năm đội viên này để nói một đến hai câu giới thiệu về đội viên đó. Cô ví dụ, ở đây cô sẽ chọn đội viên nông văn dền. Cô sẽ giới thiệu về nông văn dền như sau. Nông văn dền, bí danh là Kim Đồng, là một thiếu niên anh hùng của dân tộc Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng. Kim Đồng đã trở thành đội trưởng đầu tiên của đội Nhi Đồng Cứu Quốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tiếp tục, câu số 4. Theo em, chi tiết 5 đội viên cùng nắm chặt tay nhau, thời sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao thể hiện điều gì? Rồi, dựa vào bài đọc, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời câu số 4 như sau. Chi tiết 5 đội viên cùng nắm chặt tay nhau, thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hội nhi đồng cứu quốc. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong hoạt động luyện đọc. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện từ và câu. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ mở rộng vốn từ công dân. Bây giờ các em hãy thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập số 1, dòng nào sau đây nêu đúng ý nghĩa của từ công dân? Những người sống trong một vùng, những người thuộc nhiều tầng lớp, nhiều thành phần khác nhau, những người làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các nhà máy, xí nghiệp, những người dân của một nước có quyền lợi và có trách nhiệm đối với nhà nước. Rồi, bây giờ các em hãy lấy cho cô vở bài tập tiếng Việt tập 1 ra lật ra trang số 48. Bài tập này chính là bài tập số 1 có trong vở bài tập tiếng Việt tập 1, trang số 48, phần luyện từ và câu. Khi chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ làm vào trong vở bài tập tiếng Việt nhé. Đánh dấu tích vào ô vuông trước dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân. Như vậy, trong bốn dòng này, dòng nêu đúng nghĩa của từ công dân đó chính là những người dân của một nước có quyền lợi và có trách nhiệm đối với nhà nước. Chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô vuông này. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Tìm 2 đến 3 từ. Câu A có tiếng dân đứng trước, ví dụ như từ dân cư. Câu B có tiếng dân đứng sau, ví dụ như từ nhân dân. Rồi, bài tập này chính là bài tập số 2 có trong vở bài tập tiếng Việt tập 1 trang số 48. Khi chúng ta làm bài thì chúng ta sẽ làm vào trong vở bài tập tiếng Việt nhé. Bây giờ các em hãy xem lời giải chi tiết của câu. Cô. cô tìm được 3 từ có tiếng dân đứng trước, đó là dân tộc, dân gian, dân chủ. Có tìm được ba từ có tiếng dân đứng sau, đó là công dân, cư dân, nông dân. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3, phần luyện từ và câu có trong sách giáo khoa. Tìm 3 đến 4 từ ngữ nói về những việc làm thể hiện ý thức, trách nhiệm của công dân nhỏ tuổi. Ví dụ như từ bảo vệ của công. Rồi, bài tập này chính là bài tập số 3 có trong vở bài tập tiếng Việt tập 1 trang số 48. Bây giờ, các em hãy xem lời giải chi tiết của câu nhé. Cô tìm được 4 từ ngữ nói về những việc làm thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân nhỏ tuổi đó là học tập chăm chỉ, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, tôn trọng người lớn. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4, phần luyện từ và câu có ở trong sách giáo khoa. Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về một việc làm thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân nhỏ tuổi, trong đó có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Và bài tập này chính là bài tập số 4 có trong vở bài tập Tiếng Việt tập 1 trang số 48. Khi chúng ta viết bài thì chúng ta sẽ viết vào trong vở bài tập Tiếng Việt nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ viết một đoạn văn nói về một việc làm thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân nhỏ tuổi trong đó cô có sử dụng từ ngữ là bảo vệ môi trường các em hãy xem bài làm tham khảo của cô nhé em luôn mơ ước được sống trong một thế giới xanh sạch đẹp vì vậy em đã tham gia vào câu lạc bộ bảo vệ môi trường của trường mỗi tuần chúng em đều tổ chức các hoạt động như trồng cây dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh em tin rằng với những hành động nhỏ bé của mình chúng ta có thể góp phần lớn vào việc bảo vệ môi trường như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong các bài tập có ở hoạt động luyện từ và câu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động viết. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ viết báo cáo công việc. Bây giờ, các em hãy thực hiện cho cô một số bài tập như sau. Bài tập số 1: Đọc, xác định các phần và nội dung từng phần của báo cáo sau. Đây là nội dung của báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúng ta sẽ đọc báo cáo này rồi xác định các phần và nội dung từng phần của báo cáo bằng cách điền các từ ngữ thích hợp vào các dấu hỏi chấm. Thông thường, thì bản báo cáo về một công việc sẽ gồm có 3 phần. Phần mở đầu là gồm có tên tổ chức viết báo cáo, quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc tên tổ chức, địa điểm, thời gian viết báo cáo, tên báo cáo. Phần nội dung sẽ bao gồm báo cáo cụ thể các hoạt động đã thực hiện, ý kiến đề xuất nếu có phần cuối là chức vụ, họ tên và chữ ký của người đại diện tổ chức viết báo cáo. Rồi, dựa vào những gợi ý này, chúng ta sẽ thực hiện bài tập số 1 như sau. Các em hãy lắng nghe cô đọc báo cáo nhé. Liên đội trường Tiểu học Vĩnh Hội, chi đội lớp 52, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam kính gửi thầy tổng phụ trách đội trường tiểu học Vĩnh Hội. Chi đội lớp 52 xin báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam như sau. Một, các hoạt động đã thực hiện. A. Học tập. Lập một số đôi bạn cùng tiếng, tích cực giúp đỡ nhau trong học tập. Tổ chức triển lãm gốc tiếng Việt để giới thiệu các bài viết về thầy cô. B. Văn nghệ. Tổ chức chương trình văn nghệ tri ân thầy cô tại lớp tham gia một tiết mục trong hội diễn văn nghệ của trường và đạt giải nhì. C. Các hoạt động khác, các phân đội đều hoàn thành tốt công trình măng non cấp chi đội. 2. Đề nghị khen thưởng. 1. Tên Nguyễn Hoàng Duy, nội dung khen có hai bài viết được chọn giới thiệu ở góc tiếng Việt. 2. Lưu Quỳnh Hoa, nội dung khen đạt giải nhì trong hội diễn văn nghệ của trường. Người viết báo cáo, ký tên Lê Thanh Mai rồi dựa vào bản ghi nhớ này chúng ta sẽ xác định các phần và nội dung của báo cáo kết quả thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo việt nam như sau đây là phần mở đầu phần mở đầu sẽ bao gồm tên tổ chức địa điểm thời gian tên báo cáo tên tổ chức nhận báo cáo tổ chức báo cáo tiếp tục còn đây là phần nội dung phần nội dung sẽ bao gồm báo cáo cụ thể các hoạt động đã thực hiện ý kiến đề xuất khen thưởng. Phần cuối của báo cáo sẽ bao gồm họ tên và chữ ký của người đại diện tổ chức báo cáo. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Trao đổi để chuẩn bị viết báo cáo về một công việc mà nhóm, tổ hoặc lớp em đã thực hiện và kết quả của công việc đó theo các gợi ý như sau. A. Tên hoạt động, thực hiện tháng hoặc đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, thực hiện công trình măng non do lớp phân công, vân vân B. Quá trình thực hiện và kết quả Nội dung viết báo tường Người thực hiện cả nhóm Kết quả 8 bài viết Đánh giá bài có nội dung hấp dẫn Lê Hà Anh, Trần Đức Tuấn Bài có trang trí đẹp Trần Đức Tuấn Đề nghị tổ chức buổi báo cáo công việc Khen thưởng vân vân Rồi dựa vào các gợi ý có ở bài tập số 2 Các em hãy thực hiện tiếp cho cô bài tập số 3 Ghi chép tóm tắt công việc đã thực hiện Kết quả và đánh giá và bài tập số 3 này chính là bài tập phần viết có trong vở bài tập tiếng Việt tập 1 trang số 49 và trang số 50. Khi các em làm bài thì các em sẽ làm vào trong vở bài tập tiếng Việt nhé. Ghi chép tóm tắt về một công việc mà nhóm, tổ hoặc lớp em đã thực hiện, kết quả và đánh giá dựa vào gợi ý sách giáo khoa trang 76. Rồi, dựa vào các gợi ý có trong bài tập số 2, sách giáo khoa trang số 76, các em có thể tham khảo bài làm sau đây của cô và dựa theo để thực hiện nhé. Liên đội trường Tiểu học B Phú Bình, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ năm 2024, năm 2025. Kính gửi: Thầy Tổng phụ trách đội trường Tiểu học B Phú Bình. Chi đội lớp 5B xin báo cáo kết quả thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ năm 2024, 2025 như sau. 1. Các hoạt động đã thực hiện phát động phong trào vào sáng thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024 và hội thu vào ngày 22, 23, 24, 25. Các bạn tổ trưởng lập danh sách học sinh tổ mình nộp phế liệu để làm cơ sở đốc các bạn tham gia, biểu dương các bạn có thành tích xuất sắc trong phong trào, chi đội tính tỷ lệ và trao thưởng tổ hoàn thành sớm và tốt nhất phong trào. Trong thời gian tiến hành thu gom, chi đội đã đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường, thanh lý phế liệu có sự chứng kiến của các tổ chức trong lớp, nguồn kinh phí thu được nhập về nhà trường và sử dụng đúng mục đích trong các hoạt động của đội như mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất, tài liệu, sổ sách, tạp chí cho tổ chức đội, trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, tặng đồ dùng học tập, phương tiện cho thiếu nhi nghèo có điều kiện đến trường, tổ chức các hoạt động, các sân chơi trí tuệ, các câu lạc bộ cho học sinh nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động giúp bạn đến trường cùng hướng tới tương lai. 2. Đề nghị khen thưởng. 1. Mai Hòa Minh, nội dung khen, quyên góp 46 kg giấy. 2. Nguyễn Linh Linh, nội dung khen, quyên góp 200 vỏ lon. 3. Bùi Gia Hiển, nội dung khen, quyên góp 43 kg giấy. Lớp trưởng, ký tên Trần Thị Kim Ngân. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong các bài tập có ở hoạt động viết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần cuối cùng đó là phần vận dụng. Trong phần vận dụng các em sẽ thực hiện cho cô một yêu cầu như sau. Giới thiệu với người thân về một gương thiếu nhi mà em đã học trong chủ điểm chủ nhân tương lai. Rồi bây giờ các em có thể dựa theo bài làm tham khảo này của cô để hoàn thành phần vận dụng nhé. Vào thời kháng chiến chống Pháp, có rất nhiều bạn nhỏ dũng cảm tham gia cách mạng. Một trong số đó là cô bé Lý Thị Nì, người có biệt danh rất hay là Thủy Tiên thủy tiên sinh ra ở một vùng quê yên bình gần núi rừng tỉnh cao bằng thủy tiên cùng các bạn đã làm rất nhiều việc để giúp cách mạng như chạy liên lạc canh gác bảo vệ các cuộc họp ngoài ra cô bé cùng các bạn thường xuyên chạy qua những con đường mòn băng qua những cánh rừng để chuyển thư báo cáo cho các anh bộ đội mặc dù có lúc gặp nguy hiểm nhưng thủy tiên không hề sợ hãi cái tên thủy tiên thật phù hợp với cô bé một bông hoa nhỏ bé nhưng rực rỡ giữa núi rừng như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập có ở phần vận dụng và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé